Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn thân yêu. Gia đình mình đang ở có mặt ở Phú Quốc, ở khu vực huyện Dương Đông. Bây giờ là buổi sáng sớm, giờ lúc 7 giờ sáng. Đây là quang cảnh ngoài bãi biển, bãi biển Dương Đông, Phú Quốc. Bầu trời và biển như hòa vào làm một. Mặt biển xanh ngắt, xanh hình ngọc bích rất là đẹp. Ủa bởi gì vậy em? Những hàng dừa xanh mát. Rồi cùng với những chiếc tàu đánh cá đang neo đậu ở gần bờ. Ở xa xa có một anh kia đang bơi biển ở bển đó. Quang cảnh quá đẹp. Ở phía bên kia có một bãi đá. Bãi đá tự nhiên hay là nhìn rất là đẹp. Biển trong vắt ha. 321 hả? Bơi đi ba mẹ con, bơi đi. Nước ấm lắm không? Lên bờ lạnh lắm nha. Ồ, bơi lẹ dữ à. Sao biết bơi hay vậy em? Bạn đi chân dữ lắm. Nhảy. 1, 2, 3, nhảy. Trời ơi, hay quá. 3, 2, 1, nhảy. Trời ơi, nhảy đẹp quá đẹp. Biển đẹp quá đẹp. Giờ mình sẽ mạo muội đi một vòng. Dùng lên đây. Máy bay kìa má. Đi máy bay kìa. Xa xa là những chiếc máy bay đang hạ cánh ở dưới sân bay. Mình có thể ngắm máy bay ở khu vực này. Thank you.
thử bơi ra kìa kìa. Ra cái đầu luôn á. Bỏ con kia nó bơi nó ngồi hoài. Hello. Oh, bơi giỏi quá, em bé bơi giỏi quá. Đâu? Oh, biết lặn dưới biển luôn, tuyệt vời quá. Đâu em đâu? Oh. Quá tuyệt vời. Rồi, 1, 2, 3, muốn đây. Muốn đây. Oh. Đẹp quá, dễ thương quá. Đó, đó, ổn chưa? Đã chưa? Rồi. Sao quậy ghê vậy chứ? Ghê quá. Bầu trời không quên, bầu trời quá đẹp. Bầu trời, mặt trời. Những trái dừa.